Tại Việt Nam, một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng dưới vỏ bọc tâm linh với phương thức thủ đoạn vô cùng tinh vi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, bước đầu bắt giữ Vũ Thị Hòa và Chu Xuân Thu, hai đối tượng chủ mưu trong vụ án. Theo tài liệu điều tra thì trước đó Vũ Thị Hòa từng tự nhận mình là nhà ngoại cảm, có khả năng thấu thị, hành nghề tìm hài cốt liệt sĩ. Sau khi hành vi lừa đảo dùng xương động vật làm giả hài cốt liệt sĩ bị lực lượng quân đội quân khu 7 vạch trần vào hồi năm 2015, nhà ngoại cảm dởm Vũ Thị Hòa tiếp tục hành nghề xem bói, chữa bệnh bằng hình thức tâm linh. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, thời gian qua, công an tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn, đồng thời xác lập chuyên án để điều tra vạch trần toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo của hai đối tượng này. Đây là một trong số 27 tấn vàng mà Vũ Thị Hòa quảng cáo đã đào thấy trong khu đất của gia đình mình. Trong thời gian chờ giao nộp số vàng cho nhà nước, Hòa đã đào một hầm phía sau nhà cất giấu. Thực chất đây là những khối kim loại mạ vàng, nhưng để tạo lòng tin, đối tượng để lẫn một số khối vàng thật với trọng lượng khoảng 1 kg để khi người xem có nhu cầu đi giám định thì kết quả sẽ đúng là vàng thật. Đây là đối tượng rất là thủ đoạn, trực tiếp đi đặt tìm những cái cơ sở đúc đồng ở Hà Nội. Thế và đặt đúc các khối đồng theo yêu cầu của Hòa. Thế và ngoài thì dát vàng. Để chiếm đoạt được tiền của những người nhẹ dạ cả tin, Hòa giới thiệu đây là vàng tâm linh, nên khi đưa về nhà muốn vàng trở lại trọng lượng thực, sử dụng được thì không ai được mở ra xem và phải cúng, đặt tiền thật để phóng sinh. Bằng thủ đoạn này, Hòa đã chiếm đoạt được gần 50 tỷ đồng của hai gia đình nạn nhân. Trước yêu cầu đặt thêm 70 tỷ để cúng, vì gia đình không đủ tiền, Hòa đã bỏ về. Sau đó khi các gia đình nạn nhân mở ra phát hiện là vàng giả, đối tượng này còn làm đơn gửi đến cục cảnh sát hình sự tố cáo ngược nạn nhân đánh cháo vàng để trục lợi. Theo lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác, Hòa không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Quan điểm của công an tỉnh Vĩnh Phúc là sẽ điều tra xử lý nghiêm minh và triệt để các đối tượng trong vụ án này. Đây là một vụ án lừa đảo rất nghiêm trọng, lợi dụng lòng tin của con người vào tâm linh, lòng tin của con người vào khả năng đặc biệt của một số người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng rất lớn. Phạm vi địa bàn thì có xảy ra lừa đảo trên rất nhiều tỉnh trong cả nước và với rất nhiều người. Để tăng sự huyền bí cho các màn kịch tâm linh, Chu Xuân Thu đã giúp sức và tiếp tay đắc lực cho quá trình lừa đảo của vợ. Vốn có nghề buôn bán động vật hoang dã, Thu đã mua rắn hổ mang chúa rồi cạo bỏ răng. Trong quá trình cúng thì bí mật thả rắn đã chuẩn bị từ trước, sau đó bóp miệng các con rắn để chúng nhả các viên đá màu, rồi lan truyền với những người chứng kiến là các thần thánh đã hiển linh nhà Ngọc. Mọi người phải tránh nhau đấy nha, không là cắn đây, chỉ có thầy đang nhìn vào đây để bái. Ấy, được chưa? Nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn chưa? Rồi chưa? Đây này. Từ những màn kịch tâm linh ấy, đã có không ít người tin vào khả năng thần thánh của người phụ nữ này đến mức mê muội, rồi sập bẫy lừa đảo chữa bệnh, tìm mộ từ lúc nào không hay. Thời điểm khám xét nơi ở, cơ quan công an đã thu giữ nhiều viên đá màu các loại, cùng một số xác rắn hổ mang chúa, vật dụng cúng bái là tang vật của các vụ lừa đảo mà ổ nhóm này đã dựng ra.